Chào mừng các bạn đến với khóa học thực hành kế toán kho. Với những doanh nghiệp có quy mô lớn, bộ phận kế toán sẽ được chia làm các bộ phận kế toán nhỏ, đảm nhiệm các công việc khác nhau như kế toán doanh thu, kế toán tiền lương và kế toán công nợ. Và kế toán kho cũng nằm trong một phần của kế toán tổng hợp. Kế toán kho hay còn gọi là kế toán theo dõi hàng tồn kho là vị trí, công việc của những kế toán làm việc tại kho hàng hóa nguyên vật liệu thuộc doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động kiểm tra, ghi chép, lập các chứng từ báo cáo xuất nhập tồn. Với số lượng lớn mỗi ngày khiến cho nhiều kế toán kho thường rất dễ gặp phải những sai sót nhầm lẫn. Khối lượng công việc của một kế toán kho là vô cùng lớn. Chính vì vậy, khóa học thực hành kế toán kho sẽ giúp cho các bạn nắm rõ được những công việc mình cần phải thực hiện để có thể quản lý kho hàng của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất, để tránh gặp những sai sót trong công việc. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu các nội dung trong khóa học của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng, bao gồm kiểm tra hóa đơn nhập hàng từ nhà sản xuất, xử lý các công việc trong quyền hạn như vấn đề thiếu hụt nguyên vật liệu, kiểm tra xuất nhập tồn kho, cập nhật tình hình hàng hóa trong kho để lên kế hoạch cho việc nhập xuất hàng hóa và trình kế toán trưởng xem xét, theo dõi công nợ, nhập xuất hàng hóa thường xuyên và lập biên bản để xác minh công nợ theo quy định, phối hợp cùng kế toán thu kho, kiểm tra hàng hóa trong kho, xử lý hàng hóa khi bị hỏng hay đã hết hạn sử dụng, lập biên bản kiểm tra và đề xuất xử lý nếu thấy có sự chênh lệch giữa thực tế và sổ sách đã nộp lên phòng kế toán để chờ xử lý, hạch toán, nhập xuất hàng hóa, hạch toán doanh thu giả vốn và các chi phí. Xác định được kết quả kiểm đếm giao nhận hóa đơn chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định. Lập báo cáo tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn và các báo cáo khác có liên quan. Đối chiếu lại các số liệu xuất nhập với thủ kho và kế toán. Nộp các chứng từ và các báo cáo kế toán theo quy định. Đó là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học thực hành kế toán kho. Và đến với khóa học của trung tâm, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học, bao gồm hình thức học lớp tập trung, lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các chứng từ hóa đơn các bạn sẽ được học trên chứng từ giáo trình online của Kế toán Việt Hưng tại trang web ketoanviethung.com và nhấn tìm kiếm khóa học. Mỗi một hóa đơn, một chứng từ sẽ là các video hướng dẫn chi tiết cho các bạn hạch toán trên phần mềm. Ngoài ra, các bạn sẽ được lựa chọn khóa học trên chính chứng từ thực tế tại công ty mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học kế toán kho bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.